Chương 1039. Nhóm người chúng tôi đừng nói là có lều trại để ngủ, kể cả cái võng để mắc lên cây cũng không có. Cho nên nếu chúng tôi muốn bình yên vượt qua buổi tối hôm nay, nhất định phải tìm được một chỗ an toàn để qua đêm. Nhưng trong cánh rừng này một chỗ khô ráo cũng không tìm thấy, chúng tôi có thể đi đâu ngủ đây chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, A Quảng mới hướng mắt lên trên cây. Tôi lập tức xua tay với anh ta. Đừng nha, anh quên mất con quả phụ đen kia bò từ đâu xuống à? Ở đây không có chim bay thú chạy, nhưng có sâu rắn chuột kiến. Trên cây còn không an toàn bằng dưới mặt đất đâu. Ngu Lần cũng đồng ý với cái nhìn của tôi. Anh ta đề nghị hiện giờ cần phải lập tức chặt một ít lá chuối để dựng mấy cái lều đơn giản che mưa. Vì trước đó ở đây đã có hai đêm sấm chớp đầy trời rồi. Nghe anh ta nói vậy, trái lại đã cảnh tỉnh mọi người. Đúng thế, sao lại quên mất món đặc sản này chứ? Nếu dầm mưa cả đêm, mùi vị đó chẳng dễ chịu đâu nha. Đang nói, trên trời đã bắt đầu cuồn cuộn sấm rền. Trái tim mọi người lập tức rơi xuống đáy vực. Đúng là sợ cái gì tới cái đó. Xem ra trận mưa này vẫn không thể nào né được. Ai ngờ đúng lúc này, trong cánh rừng xung quanh chúng tôi đột nhiên truyền đến tiếng hét hò từ bốn phương tám hướng. Nghe thanh thế như chung quanh chúng tôi đột ngột nhảy ra hàng ngàn hàng vạn người vậy. Trong khoảnh khắc, da đầu cả bọn đều căng lên. Cái thung lũng hoang tàn vắng vẻ này sao lại đột nhiên nhảy ra nhiều tiếng người như thế? Hơn nữa, những tiếng kêu đó đã kéo dài một phút đồng hồ rồi. Nhưng chúng tôi lại chỉ nghe tiếng mà không thấy một ai. Không phải gặp ma chứ? Một đồng đội của Gulen run rẩy nói. Gulen trừng mắt lườm cậu ta. Không được nói bậy. Đội trưởng Trịnh đột nhiên chỉ ra phía sau chúng tôi. Các cậu xem. Anh ta vừa dứt lời, vô số bóng người đánh úp về phía chúng tôi. Xung quanh dường như biến thành chiến trường nơi hai quân giao chiến. Tất cả mọi người đều sợ mất mật, trừ ba chúng tôi. Bởi vì ba chúng tôi có thể cảm nhận được âm khí trong những bóng người này. Bất kể bọn chúng là gì, nhưng đều không phải là người sống. Âm binh qua đường. Viên mục giã cau mày nói. Đinh Nhất gật đầu đáp. Nơi này ở thời cổ chắc đã từng xảy ra chiến tranh với quy mô vô cùng lớn, hơn nữa tử thương nặng nề. Tôi khó hiểu hỏi. Hòn đảo nhỏ này quan trọng như vậy ư? Vì chỗ này mà phải đánh giặc. Viên mục giã đáp lại. Không nhất định là vì tranh cướp hòn đảo nhỏ, cũng có thể vì tranh giành thứ khác. Tôi thấy cả đám A Quảng xanh mét mặt mày, sợ trong số họ lại có người bị dọa vỡ mật thì phiền to. Vì thế trấn an bọn họ. Mọi người đừng sợ, cũng đừng hành động lộn xộn, tạm thời đứng yên tại chỗ trước đã. Lúc này những bóng dáng kia còn đang tiếp tục chém giết lẫn nhau. Cùng lúc đó, bầu trời cũng bắt đầu xen lẫn sấm chớp, mưa to trút xuống tầm tã trong nháy mắt. Chưa kể, cơn mưa này trút xuống, người cũng không khó chịu như trong tưởng tượng. Trái lại, làm chúng tôi cảm thấy mát mẻ, tưới sạch sẽ trọc khí tích góp suốt một ngày trên người. Chỉ là tôi nhìn những bóng người không ngừng chém giết chung quanh chúng tôi, cảm thấy đây cũng không phải âm binh qua đường thực sự. Những linh hồn người chết này dường như bị nhốt trong sấm sét. Bọn họ có lẽ là theo sấm sét mà đến. Một lát sẽ theo sấm sét mà đi. Đối với những người kẹp ở giữa như chúng tôi chắc là không có nguy hiểm gì. Chỉ cần yên tĩnh, chờ trận chiến như chiếu phim này kết thúc là được. Đáng tiếc, bóng những người này vô cùng mơ hồ, giống như đĩa VCD bản lậu. Dù cho tôi nhìn kỹ đến thế nào cũng không nhìn rõ được bộ dạng của những bóng người này. Trận chiến thượng cổ này vẫn giằng co trước mắt chúng tôi gần một tiếng đồng hồ, rồi mới dần dần biến mất theo sấm chớp nhỏ đi. Nhưng lúc này, cả đám chúng tôi đã giống như gà rớt vào nồi canh. Cảm giác mát mẻ vừa rồi đã biến thành lạnh thấu xương, làm tôi không thể không rùng mình. Tuy sấm chớp đã đi rồi, nhưng mưa to vẫn không ngừng rơi xuống, không hề có ý ngừng lại. Chúng tôi đều biết, còn tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi. Nếu âm binh đã đi rồi,
bây giờ chúng tôi cũng nên suy xét xem nên tránh mưa như thế nào. Mỗi người trong cả bọn đều tản ra bẻ lá chuối khắp nơi. Gulan dùng dao bầu trong tay chặt đứt mấy cành cây to cứng cáp, róc đi mấy nhánh thừa, dựng thành một cái khung đơn giản. Còn chúng tôi lợp tất cả lá chuối xen kẽ nhau lên bên trên. Trong rừng mưa nhiệt đới, chỉ có điểm này là tốt, có thể dễ dàng tìm được vật dụng để dựng thành lều. Cành cây to làm xà ngang, lá chuối thành mái, còn một ít thực vật dây leo có thể dùng làm dây thừng. Nhóm người chúng tôi lăn lộn trong mưa chừng hơn 2 giờ, cuối cùng mới dựng xong 3 cái lều, đủ để có thể cho tất cả mọi người tránh mưa trong đó. Mặc dù núp ở bên trong vẫn cảm thấy rất lạnh, nhưng ít nhất trên đầu đã không còn nước mưa xối xuống nữa. Để giữ lại chút hơi ấm ít đến đáng thương trên người, mọi người gần như đều dựa sát rạt vào nhau. Ba chúng tôi càng run rẩy không ngừng. Dường như làm vậy là có thể sinh ra thêm một ít hơi ấm. Thần kỳ nhất chính là, trong hoàn cảnh vừa ướt vừa lạnh như vậy mà tôi còn ngủ được. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có người đặt tay lên đầu tôi sờ. Tuy rằng lúc ấy tôi rất tỉnh táo, nhưng làm thế nào cũng không tỉnh lại được. Trong lòng tôi không khỏi nặng nề, chẳng lẽ tôi bị sốt rồi? Ngay sau đó tôi cảm thấy có người nhét thứ gì đó vào miệng mình, sau đó rót thêm ít nước vào. Tiếp theo tôi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Có điều khi ấy trong lòng tôi đã hiểu rõ, chắc chắn là tôi đã bị sốt. Vừa rồi chắc là Đinh Nhất đút thuốc cho tôi. Bị sốt trong điều kiện khắc nghiệt như vậy cũng không phải việc nhỏ. Tôi thật sự cảm thấy đáng buồn cho cái thân mình nhỏ nhoi yếu ớt này của mình. Không bao lâu sau khi uống thuốc xong, tâm trí tôi dần dần hồi phục. Lúc này tôi phát hiện trời đã sáng, mưa cũng ngừng rơi từ lâu. Tất cả mọi người đều mỏi mệt ngồi trong lều trú mưa dựng vào đêm qua. Đinh Nhất thấy tôi đã tỉnh, vội đưa bình nước của anh ta cho tôi. Khỏi nói, hiện giờ cổ họng của tôi đau như bị lửa thiêu đốt. Vì thế tôi vội uống ừng ực mấy ngụm to. Cuối cùng mới tạm thời dập tắt ngọn lửa trong cổ họng. Tôi làm sao vậy? Giọng tôi nghèn nghẹn, làm tôi suýt nữa không nhận ra đây là giọng của mình. Đinh Nhất thở dài. Hôm qua, sau nửa đêm cậu bắt đầu sốt cao, còn nói mê nữa. Không thể nào. Nói cái gì thế? Tôi hơi ngượng ngùng hỏi anh ta. Rốt cuộc, ở đây còn có người ngoài. Nếu để cho bọn họ nghe thấy tôi nói vài bí mật cá nhân, vậy thì không tốt lắm. Kết quả, Đinh Nhất bày vẻ mặt cười xấu xa, nói. Cậu nói cậu muốn ăn chân gà to. Chương 1040. Tôi nghe là biết anh ta đang bắt nạt tôi sốt hồ đồ cái gì cũng không biết, nên bắt đầu gài bẫy tôi linh tinh. Vì vậy tôi tức giận nói. Ừ, tôi muốn ăn chân gà, chỗ anh có không? Kết quả Đinh Nhất lại nghiêm túc nói. Chân gà không có, chân muỗi ăn không? Tôi không thừa hơi đấu võ mồm với anh ta, nên rít một chữ cút qua kẽ răng, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này tôi mới cảm thấy phía sau mình có một cơ thể nóng hổi. Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện hóa ra mình vẫn dựa vào người viên mục dã, bảo sao lại không lạnh chút nào. Vì thế tôi hơi xấu hổ, nói. Cậu sao rồi, có bị sốt hay không? Viên mục dã cười cười. Không sao, sức khỏe tôi rất tốt. Lúc cảnh sát đặc nhiệm chúng tôi huấn luyện đều là ngày mùa đông ở trần huấn luyện. Chút xíu mưa này chỉ như móng tay thôi. Tôi nghe xong lập tức không còn lời gì để nói. Quả nhiên là mùa đông huấn luyện ngày lạnh nhất, mùa hè huấn luyện ngày nóng nhất. Bản thân tôi tự hổ thẹn vì không bằng. Lúc này tôi phát hiện quần áo trên người đã bị nhiệt độ cơ thể của chính mình hong khô. Vì thế tôi muốn đứng lên hoạt động thân mình một chút. Kết quả tôi đứng lên hơi mạnh bạo, trước mắt hơi biến thành màu đen, người lập tức lắc lư sắp ngã. Đinh Nhất thấy thế liền đưa tay đỡ lấy tôi, mặt tỏ vẻ không vui. Đứng dậy nhanh như vậy làm cái gì hả? Tôi khẽ lúc lắc đầu, cảm thấy đỡ hơn một chút,
nên bèn cười hì hì nói với anh ta. Không sao rồi, bây giờ tôi bị đói nhũn cả ra, cảm thấy mình có thể ăn hết một con trâu ấy. Những người khác nghe xong cũng đều ào ào hùa theo. Đừng nói trâu, voi cũng ăn hết. Giữa lúc nói cười cười, mọi người đã xua tan được nỗi hoảng sợ và lo âu đêm qua. Tôi tin hôm nay dù thế nào chúng tôi đều có thể đi ra ngoài được. Tuy rằng so với lúc mới đến, chúng tôi hơi tả tơi rơi rụng, nhưng tôi tin mười mấy người còn lại đây nhất định có thể đi ra khỏi cái thung lũng đáng chết này. Tuy nhiên trước mắt, chúng tôi cần giải quyết vấn đề cái dạ dày trước đã. Vì thế, Gulen tìm một ít chuối dại cho chúng tôi ăn. Tuy rằng lần trước tôi còn chê nó khó ăn quá, nhưng mà bây giờ chúng tôi lại chỉ có thể dùng nó để lấp đầy bụng. Ngay cả đồ dùng để che mưa đêm qua cũng là tàu lá to của nó. Tôi vừa ăn vừa phun hạt trong miệng ra. Ở đây trừ chuối dại ra không còn thứ khác có thể ăn ư? Ví dụ như măng cụt, mít, sầu riêng, vân vân. A Quảng đang nhồm nhòm ăn ở bên cạnh nghe thế, thì phun miếng chuối trong miệng ra, bảo: Có cái ăn đã tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh à? Mấy người dẫn đường bản địa Indonesia nghe chẳng hiểu ra sao. Không biết tại sao chúng tôi đang ăn ngon lành đột nhiên nhắc tới cá làm gì. Vì thế tôi bèn cười nói với Gulen. Tiếng Trung không dễ học. Có những chữ rõ ràng là cùng một hình dạng, nhưng vì phát âm khác nhau nên ý nghĩa cũng một trời một vực. Có những câu rõ ràng nói đến đồ vật rất dễ hiểu, nhưng trong đó lại có hàm nghĩa khác. Gulen tỏ vẻ không hề gì cả. Điều này cậu có thể yên tâm, bởi vì thầy dạy tiếng Trung của tôi là người Bắc Kinh nhen. Tôi nghe Gulen cố ý đọc chữ nhen cuối cùng ra, thì cười đi toilet luôn. Nghĩ bụng, anh vẫn nên học lại tiếng Trung đàng hoàng với cái người Bắc Kinh của anh đi. Ăn đầy một bụng chuối dại, mặc kệ có ngon hay không, dù sao cũng đã ăn no. Chúng tôi tiếp tục đi lên phía trước. Tôi tin chỉ cần chúng tôi không bỏ cuộc, nhất định có thể đi ra ngoài được. Hòn đảo nhỏ này cũng ở tại chỗ đó thôi. Tôi cũng không tin nó còn có thể giam những người ưu tú trong những kẻ ưu tú như chúng tôi. Nhưng bất tri bất giác, chúng tôi đã đi sắp một giờ đồng hồ rồi. Nhưng con đường dưới chân vẫn đầy bụi gai. Địa hình càng không hề có thay đổi. Chúng tôi mãi vẫn không nhìn thấy sườn dốc trước đó chúng tôi đi xuống từ trên đỉnh núi. Ai ngờ khi chúng tôi do dự có nên thay đổi phương hướng hay không, trên đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến âm thanh quen thuộc. Âm thanh như một vật rất lớn đang rơi xuống, còn là âm thanh từ xa đến gần, phát ra tiếng vang ầm ầm khá lớn. Lúc này đây mọi người không bị dọa phải ôm đầu nữa, mà cả đám đều tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Mau chóng có người phát hiện, trong một bụi cỏ ở phía trước cách đó không xa, có một mảnh kim loại nhỏ cắm nghiêng trên mặt đất. Vì thế chúng tôi vội vàng chạy tới xem xét, phát hiện thứ đó quá hiện đại đối với cái nơi hoang tàn vắng vẻ này. Cho nên mọi người có cùng suy đoán, đây chắc chắn là mảnh vỡ kim loại từ chiếc máy bay mất tích kia rơi xuống. Đây đúng là điều làm chúng tôi bất ngờ, vốn đã muốn bỏ cuộc cả. Bây giờ xem ra chiếc máy bay kia đã ở rất gần đây rồi. Nếu như vậy, chúng tôi nên theo mảnh vỡ kim loại này tìm tiếp về phía trước xem sao. Nhưng lúc này trong đội cứu hộ lại bắt đầu xuất hiện ý kiến khác nhau, đặc biệt là mấy người đồng đội với A Quảng. Họ đều cảm thấy với tình huống hiện giờ không nên tiếp tục tìm kiếm nữa, mà đáng lẽ nên lập tức rút lui khỏi đây, sau khi quay về mang thêm nhiều trang bị rồi hãy trở lại tìm máy bay. Suy cho cùng, nếu máy bay rơi xuống thung lũng này thật, nó không thể nào tự mình bay mất, cho nên chờ thêm mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Còn về hành khách trên máy bay, thật ra trong lòng mỗi người chúng tôi đều rõ ràng. Khả năng các cô ấy còn sống gần như bằng không. Lần tìm kiếm này của chúng tôi cũng cùng lắm chỉ là tìm xác của các cô ấy thôi. Vì xác của người khác, thực sự đáng giá mạo hiểm tính mạng của chính mình sao? Lựa chọn này đối với chúng tôi cũng không khó. Nhưng mà những người nhóm Gulen lại có ý kiến khác. Gulen nói cho chúng tôi biết, theo quan điểm của họ, thù lao lấy được khi tìm ra máy bay mất tích lần này vô cùng quan trọng đối với họ.
trong bọn họ có người cần số tiền này đem về quê xây nhà, có người cần số tiền này để chữa bệnh cho con. Tóm lại, đều là nhu cầu cấp bách cần tiền nên mới có thể tham gia chuyến này. Nếu bây giờ đã có manh mối, bọn họ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, nếu không lần này họ mạo hiểm xem như uổng phí. Tôi biết lời Gu Lần nói đều là thật, sở dĩ cậu Piu đã chết mạo hiểm một mình đi tìm máy bay. Không phải là vì có thể lấy được thù lao kếch xù của chủ thuê ở trong nước ư? Vì cậu ta muốn mua cho con trai mình một chiếc xe lăn chạy bằng điện. Mỗi người bọn họ đều có lý do bất đắc dĩ của riêng mình, bởi vậy mới có thể khiến họ xuất hiện trong đội của chúng tôi. So sánh với bọn họ, chúng tôi không có nhiều áp lực và trói buộc như vậy, cho nên mới dễ dàng nói bỏ cuộc là bỏ cuộc luôn. Lúc này Viên Mục Dã cũng tỏ vẻ mình sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục đi tìm cùng với nhóm Gu Lần. Tôi biết cậu ta vẫn là vì nhiệm vụ đặc biệt kia của mình. Nếu như nhóm Gu Lần bỏ cuộc còn dễ nói, nhưng bây giờ thái độ của bọn họ rất kiên quyết, chắc chắn là sẽ không bỏ cuộc. Bởi vậy, Viên Mục Dã nhất định là sợ trong nhóm mấy người Gu Lần vẫn sẽ còn người có mục đích khác giống Piu tồn tại. Trong trường hợp đó, một khi để bọn họ tìm được máy bay trước, bằng chứng quan trọng kia sau cùng có thể sẽ không tìm lại được nữa. Chương 1041. Viên Mục Dã là người của Bạch Kiện. Nếu cậu ta muốn tiếp tục tìm máy bay, tất nhiên chúng tôi cũng chỉ có thể đi theo. Nếu không, trở về chắc chắn không thể giải thích với Bạch Kiện. Còn nữa, bây giờ trong mắt những người khác, ba người chúng tôi vốn dĩ chính là một nhóm. Đội trưởng Trịnh thấy chúng tôi kiên trì muốn ở lại, cũng chỉ đành tỏ thái độ, bọn họ là do Thẩm Vẹn Tuyền mời đến bảo vệ sự an toàn của cả đội. Nếu có một tổ ở lại tiếp tục tìm kiếm, họ cũng không thể về. Cuối cùng, chỉ còn lại tổ của A Quảng kiên trì muốn rút lui. Nhưng nếu xem trên mặt kinh nghiệm cứu hộ, tổ của bọn họ lại quan trọng nhất. Nếu không có họ, chúng tôi sẽ gặp khó khăn đáng kể trong khi tìm kiếm. Khi cục diện đang lâm vào tình trạng hơi xấu hổ, đột nhiên tôi cảm nhận được hướng Tây Bắc hình như có gì đó. Nhưng vì nó hơi xa nên rất mơ hồ, cảm giác không rõ ràng lắm. Tôi bèn đi vài bước về hướng đó, rồi từ từ nhắm mắt lại. Đinh Nhất thấy thế, lập tức ra dấu im lặng cho mọi người. Lập tức tất cả đều yên tĩnh lại. Tiếp theo tôi mở mắt, rồi giơ tay chỉ về phía đó và nói: "Máy bay chắc hẳn là ở phía trước, cách đây không đến 5 cây số." Nhóm người Gu Lần nghe xong đều lộ vẻ vui mừng, nhưng E Quảng lại hơi nghi ngờ. "Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?" Tôi quay đầu lại nở một nụ cười cực kỳ tỉnh và nói: "Đây là lý do tại sao tôi lại ở đây, nếu anh không muốn từ bỏ một cách dễ dàng thì đi theo đi." Do khoảng cách cho nên tôi chỉ có thể cảm nhận được phía trước có mấy cái xác của phụ nữ. Có điều hai cái xác trong đó có thể xác định 100% chính là Thẩm Văn Văn và Ngô Thiến Thiến. Hơn nữa, càng tới gần tôi càng thêm khẳng định, sau khi máy bay rơi xuống không lâu, những cô bé đáng thương đó đều lần lượt tử vong rồi. Khi những người chúng tôi trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng đã tìm ra được chiếc máy bay hành khách loại nhỏ này, mọi người vẫn bị cảnh trước mắt gây sốc mạnh. Hai cánh máy bay không biết đã văng đi đâu, thân máy bay còn bị cắt thành mấy đoạn. Nói tóm lại, cảnh tượng khá thảm thiết. Điều duy nhất đáng ăn mừng là khi máy bay rơi xuống không bắt lửa và phát nổ. Bởi vậy, thi thể của những nạn nhân đó được giữ nguyên hoàn chỉnh. Nhóm người Gu Lần vô cùng kiêng kỵ với thi thể, cho nên công việc tiếp theo là do tổ chúng tôi và A Quảng cùng nhau làm. Khi mọi người tìm tòi trong xác máy bay, đầu tiên là tìm thấy thi thể của phi công trong phòng điều khiển. Anh ta bị một nhánh cây đâm xuyên qua vị trí quanh xương sườn, xem chừng là chết vì xuất huyết nội tạng. Sau khi rơi xuống, anh ta cũng không chết ngay lập tức, mà là bị giày vò một khoảng thời gian rồi mới qua đời. Nếu như máy bay không rơi vào cái chỗ quỷ quái như vậy, có lẽ anh ta sẽ không phải chết. Ngay sau đó, chúng tôi tìm thấy thi thể của những hành khách còn lại trong cabin.
Tuy rằng đa số người trước khi chết đều đeo đai an toàn, nhưng điều đó cũng không thể giữ lại mạng sống non trẻ của các cô ấy. Nhưng sau đó tôi cẩn thận kiểm kê số lượng người một chút, thì phát hiện số thi thể trong cabin và tư liệu Thẩm Vạn Tuyền cung cấp không khớp. Sao thiếu mất một người? Hơn nữa, người thiếu còn là cô tình nhân mà viên mục Dã và Bạch Kiện muốn tìm kia, Tôn Nhạc Nhạc. Thế này là thế nào? Chẳng lẽ khi máy bay rơi xuống đất, Tôn Nhạc Nhạc bị văng ra ngoài? Vậy thì phiền toái đây. Quỷ mới biết thi thể của cô ta có thể bị con sâu nào ăn mất hay không. Rốt cuộc trong thung lũng này toàn là mấy thứ kỳ lạ cả. Nhóm người A Quảng vẫn rất chuyên nghiệp. Trên người mỗi người bọn họ đều mang theo một cái túi bọc xác. Tiếp theo bọn họ bỏ hết tất cả thi thể bên trong máy bay vào túi bọc xác. Nói thật, có vài cái xác đã thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Có điều bọn họ vẫn cố hết sức duy trì sự nguyên vẹn của hài cốt. Viên mục Dã đã lật từng góc trong cabin lên tìm cả buổi mà cũng không tìm được cái gì. Chẳng lẽ cuốn sổ kia ở trên người Tôn Nhạc Nhạc? Vậy thì xong đời. Ở đây tối nào cũng mưa. Đã qua hơn 2 tuần rồi. Không chừng sổ sách đã rửa nát từ lâu rồi. Tôi thấy mặt mũi cậu ta âm trầm, nhìn từng cái xác được nhóm A Quảng khiêng ra mà tần ngần. Tôi cho rằng cậu ta đang lo lắng, nếu không tìm thấy cuốn sổ, không hoàn thành nhiệm vụ thì nên làm gì đây? Vì thế tôi bèn khuyên cậu ta. Loại chuyện này cũng không phải cậu có thể lường được. Cậu có thể tìm được tới đây cũng đã không dễ dàng lắm rồi. Tìm không thấy thì bỏ đi thôi. Viên mục Dã lắc đầu nói. Những thi thể đó có vấn đề. Tôi nghe xong thầm căng thẳng hỏi. Vấn đề gì? Không phải là xác chết vùng dậy chứ? Cái đó thì không đâu. Nhưng anh không cảm thấy những thi thể đó hơi mới quá sao? Viên mục Dã nói sâu xa. Tôi nghĩ thầm, đúng vậy. Giờ đã qua hơn 2 tuần, khí hậu trong thung lũng này lại vừa ẩm vừa nóng. Thi thể đáng lẽ phải thối rữa từ lâu rồi. Tuy nhiên những thi thể này chẳng những không có dấu hiệu thối rữa gì, lại còn hầu như cũng không có mùi lạ gì cơ. Điều này không hợp lý. Anh nói thời gian trong thung lũng này có thể nào đã ngừng lại hay không? Viên mục Dã đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Tôi nghe câu nói của cậu ta mà ngẩn ra. Khả năng này trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng ngay sau đó, tôi gạt ngay cái ý kiến này của cậu ta. Cậu còn nhớ đám ấu trùng mới nở thành mũi chúng ta gặp phải trước đó không? Nếu thời gian ở đây đã ngừng lại, vậy đáng lẽ chúng vẫn phải ở trạng thái trứng sâu mãi mới đúng chứ? Không nở ra mới đúng chứ? Viên mục Dã rất nghiêm túc tự hỏi lời của tôi. Nhưng tiếp theo cậu ta lại nói. Hoặc là ở đây liên tục lặp lại chuyện đã xảy ra trong một ngày. Tôi không thể không nể phục sức tưởng tượng to lớn của viên mục Dã. Điều này cậu ta cũng nghĩ đến được. Vì thế tôi nói nửa đùa nửa thật. Nếu đúng thật như lời cậu nói, chẳng phải là bọn họ vừa mới chết ư? Vậy nếu chúng ta đến sớm một bước, có phải có thể cứu các cô ấy hay không? Kết quả viên mục Dã lại liếc nhìn tôi và nói. Không đâu. Dù như vậy, nhiều nhất là nhìn các cô ấy chết trước mặt anh thêm một lần thôi. Tôi không khỏi rùng mình. Nếu thật sự như vậy, đó là chuyện đáng sợ nhường nào. Nó khác với âm hồn lặp lại khoảnh khắc bản thân gặp phải trước khi chết. Đây là thực sự lặp đi lặp lại quá trình tử vong. Tôi lập tức lắc lắc đầu, muốn xua lời của viên mục Dã ra khỏi óc. Sau đó tôi muốn đi dạo gần đây, xem thử có thể tìm được xác của Tôn Nhạc Nhạc hay không. Có điều rất đáng tiếc, ít nhất trong phạm vi mấy cây số quanh đây chắc chắn không có. Cô gái này được lắm, lúc sống không làm người ta bớt lo, chết rồi còn có thể tạo ra nhiều chuyện rắc rối như vậy. Xác của ai cũng đều đã tìm được rồi, nhưng chỉ còn một mình cô ta không thấy. Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng tôi lại bùng lên một suy nghĩ. Có thể nào cô gái này chưa chết hay không? Chương 1042. Nếu không, cuốn sổ kia chắc đã đặt trong túi của Tôn Nhạc Nhạc chứ không phải mang theo người.
Nếu cô ta may mắn còn sống sau khi rơi máy bay, vậy nhất định là cô ta nghĩ đến tự cứu lấy mình trước tiên. Hơn nữa, một cô gái phát hiện tất cả bạn đi cùng mình đều đã chết rồi. Đoán chừng cô ta sẽ không đời nào ở lại đây cùng những thi thể này, mà chắc hẳn sẽ mang thứ quan trọng nhất nhanh chóng chạy trốn mới đúng. Vì thế tôi lập tức nói ra suy nghĩ của mình cho viên mục giả. Cậu ta nghe xong cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng đồng thời cậu ta cũng ngờ vực hỏi tôi. Anh cảm thấy một cô gái yếu đuối có thể sống một mình ở nơi chết tiệt này bao lâu? Tôi trả lời cậu ta rất thành thật. Một giây cũng có thể gục ngay. Tôi nói không quá chút nào. Một đám đàn ông như chúng tôi, sau khi vào thung lũng, gặp phải những nguy hiểm đó, không phải cũng chảy ra chóc vậy mới miễn cưỡng chống chọi được đến giờ sao? Đó cũng là nhờ chúng tôi đông người. Nếu không, cho dù là như A Quảng, khả năng một mình sống sót ở cái nơi quỷ quái này cũng rất nhỏ. Càng miễn bàn đến một cô gái cả ngày chỉ biết đi dạo phố mua sắm. Lúc này nhóm A Quảng đã sắp xếp xong 12 thi thể ra khỏi xác máy bay. Nhưng mà vấn đề chúng tôi phải đối mặt hiện giờ là phải mang 12 thi thể này đi như thế nào đây? Nếu tất cả các thiết bị liên lạc đều bình thường, chúng tôi hoàn toàn có thể liên hệ nhân viên tìm kiếm ở địa phương để bọn họ lái máy bay trực thăng đến thẳng đây đón chúng tôi. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi và nhóm chú Lê đã mất liên lạc, cho nên căn bản không liên hệ được cho nhân viên tìm kiếm ở ngoài đảo. Mà mười mấy người chúng tôi cũng không thể nào mang đi nhiều thi thể như vậy trong một lần. Cuối cùng, Gu Lần đề xuất người của bọn họ có thể khiêng hai cái xác ra ngoài. Tiền đề là một cái xác trong đó nhất thiết phải là Thẩm Văn Văn. Tôi cũng biết tại sao Gu Lần lại nói như vậy. Suy cho cùng, lần này ông chủ bỏ tiền ra là Thẩm Vạn Tuyền. Anh ta nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Mặc dù trong đám người chúng tôi chắc chắn cũng có người nghĩ như vậy, chỉ là không ai nói thẳng thừng ra như thế. Nhưng nhóm Gu Lần lại nói ra suy nghĩ của mình không e dè gì. Bởi vì chỉ có đưa thi thể của Thẩm Văn Văn ra ngoài, chuyến đi lần này của họ cũng không coi là uổng phí. Hơn nữa, Gu Lần còn nói cho chúng tôi biết, dù Pew đã chết, nhưng người nhà của cậu ta vẫn sẽ nhận được tiền thù lao cậu ta đáng được nhận. Chỉ tiếc những người như bọn họ cũng không mua bảo hiểm. Nếu không, chắc hẳn còn có thể để lại cho người nhà bọn họ một khoản tiền bảo hiểm lớn nữa. Nhưng nói thật, sở dĩ Pew chết không phải bởi vì cậu ta tự mình tách khỏi đội ư. Nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Cho nên cuối cùng, Gu Lần còn có thể chia tiền thù lao cho người nhà của cậu ta. Thật sự đã là rất tốt rồi. Cuối cùng, lúc chúng tôi đi, nhóm Gu Lần khiêng Thẩm Văn Văn và thi thể của Ngô Thiến Thiến. Sở dĩ chọn thi thể còn lại là Ngô Thiến Thiến hoàn toàn là do tôi đề nghị. Bởi vì trong số các cô gái này, cũng chỉ có gia đình của Ngô Thiến Thiến là điều kiện bình thường nhất. Bất kể thế nào, cha mẹ cô ấy cũng không có điều kiện tới được đây để tìm kiếm con gái. Cho nên tôi nghĩ vẫn nên mang thi thể của cô ấy theo cùng đi. Mặc dù ở mặt này cũng hoàn toàn không có sự công bằng tuyệt đối gì cả. Nhưng điều làm chúng tôi không ngờ chính là nhóm A Quảng lại cũng đồng ý mang theo thi thể của phi công. Còn về việc bọn họ muốn mang phi công đi là xuất phát từ suy nghĩ nào, thế thì tôi không biết được. Có thể là cảm thấy người của mình kiểu gì cũng nên mang theo một thi thể mới được. Mà trong những cô gái còn lại, chọn ai cũng khó. Không bằng đưa người phi công xui xẻo này đi. Nhóm Gu Lần lấy 6 cành cây to và một ít dây leo làm thành 3 cái cáng. Sau đó đoàn người chúng tôi mang theo 3 thi thể, tiếp tục đi về phía mà chúng tôi cho rằng là đỉnh núi. Đương nhiên giữa lúc đó, tất cả mọi người đều thay phiên nhau khiêng. Suy cho cùng, đi tay không và có khiêng nặng là khác nhau. Bởi vậy, tốc độ của chúng tôi khá chậm. Có điều còn may đoạn đường này không gặp phải côn trùng đáng sợ gì nữa. Cứ như vậy, chúng tôi đi rồi dừng, dừng rồi lại đi. Không biết đã đi bao lâu, đến khi tất cả mọi người cảm thấy sức cùng lực kiệt. Nhấc chân không nổi nữa.
Gu Lần lại bắt đầu tìm chuối dại chung quanh cho chúng tôi ăn. Có cái ăn còn hơn không có. Trên thực tế, không phải dọc đường đi không thấy những trái cây khác. Hơn nữa, bề ngoài nhìn cũng rất ngon mắt. Nhưng những người dẫn đường địa phương nhóm Gu Lần cũng không biết đó là loại trái cây gì, có thể ăn được hay không. Cho nên chúng tôi không thể mạo hiểm. Lỡ như ăn vào trúng độc thì không phải là game over sao? Tôi vừa nhai chuối dại khó ăn ngoài sức tưởng tượng. Trong lòng thầm nghĩ, sau này chắc chắn không bao giờ thèm ăn chuối nữa. Đồng thời tôi cũng tự giễu mình là có chịu được nghịch cảnh khó khăn nhất mới trở thành người đứng cao nhất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mọi người nghe thấy rừng cây bên cạnh chúng tôi truyền ra tiếng vang lao xao, như có thứ gì muốn chui từ trong ra. Sau khi bị mũi to như chim bồ câu và nhện tinh to như cái bàn ăn săn đuổi, cả đám chúng tôi đã trở thành chim sợ cành cong, hơi có chút gió thổi cỏ lay là đã bị dọa dựng tóc gáy. Nhưng tiếp đó, khi chúng tôi nhìn rõ kẻ chui ra khỏi rừng cây, tất cả mọi người đều hét lên kinh hãi. Đó là một cô gái, quần áo trên người hầu như đã tả tơi. Khi cô ta nhìn thấy chúng tôi cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng càng vui mừng nhiều hơn. Cứu mạng! Cứu tôi với! Máy bay của tôi rơi xuống rồi! Chết hết rồi! Bạn bè của tôi đều chết cả rồi! Cứu mạng! Cô gái kích động chạy về phía chúng tôi, giống như gặp được Chúa cứu thế. Lớp trang điểm trên mặt cô ta đã lem luốc đến thê thảm, không nỡ nhìn. A Quảng là người đầu tiên phản ứng lại. Anh ta giơ tay đỡ lấy cô gái suýt nữa là té nhào bởi vì quá kích động. Sau đó dò hỏi cô ta. Cô là Tôn Nhạc Nhạc ư? Cô gái nghe thấy A Quảng nói ra tên của mình, khóc càng dữ dội hơn. Tôi và Viên Mục Dã liếc nhìn nhau, đều khá ngạc nhiên. Bởi vì mới nãy, chúng tôi còn nói khả năng cô gái này sống sót một mình cực kỳ bé nhỏ. Tuy nhiên, giờ cô ta vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt chúng tôi. Sao có thể không làm chúng tôi ngạc nhiên chứ? Lúc này, A Quảng gọi bác sĩ trong đội lại đây, làm vài kiểm tra cơ bản cho Tôn Nhạc Nhạc. Phát hiện cô ta chỉ có một ít vết chảy ra, các mặt khác đều rất bình thường. Bởi vì quần áo trên người cô ta thật sự là chẳng ra hình dạng gì nữa. Vì thế A Quảng cởi áo khoác của mình ra cho cô ta mặc. Bản thân chỉ mặc độc một cái áo mayo. Bắt đầu từ khi Viên Mục Dã nhìn thấy Tôn Nhạc Nhạc, đôi mắt của cậu ta không hề rời khỏi ba lô sau lưng cô ta. Thật không ngờ, trong tình huống kinh khủng như thế, cô gái này còn không quên lấy cuốn sổ kia đi. Xem ra tên tình nhân làm chức cao của cô ta trước đây chắc chắn đã từng nói tầm quan trọng của thứ này với cô ta. Nếu không, ở thời khắc sống còn thế này, sao cô ta lại còn nhớ ra phải mang theo nó bên người chứ? Chương 1043. Thế là tốt rồi. Hai nhiệm vụ đến Indonesia lần này của chúng tôi cuối cùng có thể hoàn thành mỹ mãn. Trước mắt, chỉ cần chúng tôi có thể an toàn rời khỏi thung lũng này là mọi chuyện đều ổn cả. Nhưng vấn đề là, cả đám chúng tôi có thể an toàn rời khỏi đây hay không? Tôi rất tò mò, Tôn Nhạc Nhạc làm thế nào để sống sót một mình ở chỗ này lâu như vậy được? Vì thế tôi chủ động đi đến gần bắt chuyện. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Khuôn mặt nhỏ của Tôn Nhạc Nhạc trắng bệch. Trừ sợ hãi, cũng chỉ có sợ hãi. Tôi thật sự không ngờ mình còn có thể sống sót. Văn văn họ... Cô ta chưa nói được hai câu đã bật khóc. Tôi vội nhẹ nhàng vỗ vai cô ta. Được rồi, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi. Bây giờ cô gặp được chúng tôi coi như là được cứu rồi, đừng nghĩ cái khác nữa. Thực tế, trước khi tôi tận mắt gặp được Tôn Nhạc Nhạc, tôi còn rất khinh thường thân phận tình nhân quan chức cấp cao của cô ta. Nhưng nhìn dáng vẻ cô ta xinh đẹp như hoa lê đẫm mưa thế này, làm tôi không thể không thừa nhận cô nàng này đúng là đẹp thật. Mấy người con nhà giàu như Thẩm Văn Văn cũng không so sánh được. Viên Mục Dã thấy tôi lại đây nói chuyện với Tôn Nhạc Nhạc, thế nên cũng xếp lại bắt đầu chuyện trò với cô ta.
Người không biết còn tưởng rằng hai thằng chúng tôi vừa mới giữ được mạng nhỏ, quay đầu lại đã nổi máu mê gái lên cơ. Nhưng thật ra chúng tôi đều muốn tìm tòi qua lời nói của cô ta, xem thử cuốn sổ kia có ở trên người cô ta hay không. Viên Mục Dã và Tôn Nhạc Nhạc tán gẫu câu có câu không, mà Tôn Nhạc Nhạc vẫn tỏ vẻ cảm khái, nói: "Thật không ngờ các anh đến cứu hộ nhanh như vậy. Tôi còn tưởng rằng kiểu gì mình cũng phải bị kẹt ở đây mấy ngày cơ." Viên Mục Dã nghe xong thì tò mò hỏi cô ta mấy ngày nay trải qua như thế nào. Ai ngờ lại nghe Tôn Nhạc Nhạc nói với vẻ mặt kỳ quái: "Mấy ngày cái gì? Ở lại cái chỗ quỷ quái này một ngày là có thể làm người ta nổi điên rồi, còn mấy ngày gì chứ?" Dường như Viên Mục Dã đã nghe thấy vấn đề trong lời nói của Tôn Nhạc Nhạc, vội liên tiếp truy hỏi cô ta: "Cô có biết máy bay của cô bị rơi lúc nào không?" Tôn Nhạc Nhạc suy nghĩ rồi nói: "Vào lúc 7-8 giờ sáng nay, đêm qua chúng tôi chơi muộn quá. Anh trai phi công đó bảo hôm nay có thể sẽ có bão nhiệt đới, tốt nhất là đừng nên bay. Nhưng mà Văn Văn không chịu nghe, cứ nói hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy, phải tới đảo Bali ăn mừng. Kết quả, đây đều là cái số mà." Lúc này, tôi vẫn luôn đứng nghe bên cạnh, đột nhiên kéo cánh tay Tôn Nhạc Nhạc lại. "Cô nói là buổi sáng nay máy bay của các cô mới bị rơi." Tôn Nhạc Nhạc bị tôi hỏi đột ngột như vậy nên hoảng sợ, vẻ mặt thấp thỏm đáp: "Đúng, đúng vậy, có gì không bình thường sao?" "Có cái gì không bình thường à? Cái này quá bất thường đi ấy. Không phải để cho thằng nhóc Viên Mục Dã nói trúng chứ?" Vì thế tôi lại hỏi Tôn Nhạc Nhạc: "Cô biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy không?" Tôn Nhạc Nhạc nhìn đồng hồ, phát hiện kim đồng hồ đã ngừng. Vì thế cô ta hơi tức giận, vỗ vỗ lên chiếc đồng hồ đó và nói: "Đồng hồ hơn 20 vạn mà còn không bền như vậy à? Bà đây còn chưa quăng hỏng mà mày đã hỏng trước rồi." Tiếp theo cô ta lại ngẩng đầu nói với tôi: "Hôm nay là ngày 22 tháng 5, sinh nhật 18 tuổi của Văn Văn. Sao tôi không nhớ rõ được chứ?" Tôi và Viên Mục Dã nghe xong lập tức không nói nên lời. Không biết có nên nói với Tôn Nhạc Nhạc rằng hôm nay không phải ngày 22 tháng 5, mà là ngày 2 tháng 6 hay không? Đã hơn 2 tuần kể từ khi họ gặp nạn rồi. A Quảng vẫn luôn mở đường ở phía trước, thấy chúng tôi đột nhiên đứng lại không đi nữa, bèn gào lên với chúng tôi: "Mọi người đừng dừng lại, tiếp tục đi lên trước đi. Chúng ta sẽ nhanh chóng đi ra ngoài thôi." Tôi biết anh ta đang khuyến khích mọi người, có quỷ mới biết còn phải đi tới khi nào nữa. Nhưng trước mắt chúng tôi cần phải làm rõ ràng trước. Rốt cuộc là đầu óc của Tôn Nhạc Nhạc bị va đập hỏng nên không nhớ rõ, hay là phía chúng tôi xảy ra vấn đề đây? Đinh Nhất thấy tôi và Viên Mục Dã đều nhăn mặt, nhíu mày, thì đẩy chúng tôi đi lên phía trước và nói: "Mặc kệ có vấn đề ở chỗ nào, cuối cùng cũng tìm được một người sống sót. Có vấn đề gì vẫn đợi ra ngoài rồi hãng nghĩ đi." Tôi cũng biết Đinh Nhất nói đúng. Rốt cuộc ở trong này lâu hơn một phút đồng hồ sẽ thêm một phút nguy hiểm. Nhưng lòng tôi lại mơ hồ cảm thấy, nếu không hiểu rõ vấn đề này, có lẽ chúng tôi sẽ không ai ra khỏi thung lũng này được. Đi mãi, đi mãi. Gu Lần vẫn luôn ở đằng trước mở đường lại đột ngột đứng đờ ra đó. Bởi vậy đội ngũ hình rắn lập tức dừng lại toàn bộ. Ngay sau đó, tôi nghe thấy những người phía trước phát ra tiếng la hét. Ba chúng tôi nghe thế vội chạy lên trước xem xét và lập tức ngây người ra tại chỗ. Chúng tôi lại quay về dưới cái cây to đã phát hiện con quá phụ đen ngày hôm qua. Điều làm người ta hoảng sợ là trên cây vẫn còn treo một cái kén nhộng hình người khẽ lắc lư qua lại. A Quảng căng thẳng đếm số lượng đội viên của mình, rồi thở phào nhẹ nhõm nói với chúng tôi: "Mọi người nhanh đếm lại số người của mình xem, coi có thiếu ai hay không." Tuy nhiên, sau khi chúng tôi kiểm kê lại, thì phát hiện không thiếu một ai. Khi mọi người ở đây đều mặt ngơ mày ngác, tôi đã từ từ lùi ra phía sau. Đinh Nhất thấy sắc mặt của tôi không đúng, vội hỏi tôi bị làm sao. Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào kén nhộng hình người kia, trầm giọng nói với anh ta: "Bảo mọi người từ từ lùi về phía sau đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây."
A Quả nghe thế thì hỏi, người trên cây kia làm sao đây? Sắc mặt tôi âm u đáp lời anh ta. Người trên cây chắc chắn không sống nổi, còn không đi, quá phụ đen sẽ bò từ trên cây xuống. Mọi người nghe vậy vội vã lùi về sau. Lúc này tôi nói nhỏ với Đinh Nhất. Chuyện không bình thường rồi, người trên cây là Piu. Đinh Nhất lập tức nhìn về phía kén nhộng hình người kia, quả nhiên thấy một sợi dây thừng bảo hộ lộ ra bên ngoài như trước. Không phải cậu ta đã chết rồi ư? Sao lại bị treo lên nữa? Đinh Nhất cũng hơi kinh ngạc. Tôi cũng không biết nên giải thích với anh ta như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Giờ cậu ta lại sống rồi, hay là anh lại giết cậu ta thêm lần nữa? Đinh Nhất nghe rồi lườm tôi một cái. Nhảm nhí, cậu ta đâu có trả tiền, tôi cứ làm không công mãi chắc. Khi mọi người đã chạy được một khoảng xa, trong lòng đều vẫn còn hơi sợ hãi nhìn lại phía sau. Cậu trai cao to đen hôi ngày hôm qua phát hiện ra kén nhộng hình người là Piu đầu tiên, lúc này mới nói. Sao tôi cảm thấy cái kén nhộng hình người này giống với cái hôm qua chúng ta thấy nhỉ? Hơn nữa tôi còn nhìn thấy dây thừng bảo hiểm quấn quanh kén nữa. Mọi người nghe cậu ta nói xong, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Một đồng đội của Gulen càng bị dọa trắng bạch cả mặt. Có phải là Piu chết không cam lòng, không muốn để chúng ta rời khỏi đây không? Gulen lạnh giọng quát lớn. Nói bậy cái gì đó? Chúng ta không quay về, người nhà của cậu ta làm sao nhận được tiền thù lao? Đừng có suốt ngày nghi thần nghi quỷ, được không? Chương 1044. Thực chất tôi nghe ra trong lòng Gulen cũng không dám chắc. Anh ta cũng sợ là Piu không muốn cho chúng tôi đi, cho nên lúc này mới to tiếng nói rằng sẽ mang tiền công về cho người nhà cậu ta. Hy vọng nếu thật sự là hồn ma của Piu quấy phá, có lẽ cậu ta nghe thấy sẽ thả cho chúng tôi đi. Nhưng anh ta nghĩ sai rồi, bởi vì không phải Piu vây nhốt chúng tôi. Chỉ e chính cậu ta cũng bị nhốt ở đây, lần lượt trải qua cái chết đáng sợ kia. Còn chỗ không giống nhau duy nhất giữa chúng tôi và cậu ta là chúng tôi còn sống. Đây là sự khác biệt của chúng tôi và cậu ta, cũng là ưu thế của chúng tôi. Mặc dù tôi không biết chúng tôi có thể đi ra khỏi đây hay không, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó chính là người chết chắc chắn không đi ra được. Cuối cùng, cả đám chúng tôi đành phải nghỉ ngơi tại chỗ trước, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tiếp tục đi như vậy nữa. Với diện tích của thung lũng này trong hiểu biết của chúng tôi, đáng lẽ phải đi ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng chúng tôi đã đi gần 2 ngày, nhưng đến cái bóng của vách đá cũng chưa thấy nữa. Nếu không phải chúng tôi bị một sức mạnh nào đó vây ở đây, thì chính là vì từ trường làm chúng tôi luôn đi vòng quanh. Lúc này A Quảng đột nhiên nhớ ra gì đó, sắc mặt chợt biến đổi. Hỏng rồi, nếu như chỉ cần đi vào thung lũng là sẽ không ra được. Vậy bọn lão ngũ có đi ra được không? Tới giờ tôi mới nhớ ra thằng nhóc gọi là lão ngũ bị mũi khổng lồ hút máu kia. Lúc ấy còn có 2 đội viên cùng đưa cậu ta đi. Nếu như thật sự thung lũng này vừa vào là sẽ bị nhốt, vậy bọn họ thì sao? Đã đi ra ngoài được rồi. Hay là cũng giống chúng tôi, còn đi lung tung ở trong này đây? Bây giờ tôi chỉ hy vọng họ có thể bình an đi ra ngoài. Nếu không, đúng thật là chúng tôi chẳng còn chút hy vọng nào. Cuối cùng, sau khi thảo luận, mọi người nhất trí quyết định vứt bỏ tất cả các cách phán đoán phương hướng trước kia, để một người có cảm giác về phương hướng tốt nhất, dắt mọi người đi một đường thẳng khác. Lần này, mặc kệ là đi hướng nào, chỉ cần đi một đường thẳng tắp thôi, nhất định cuối cùng chúng tôi có thể nhìn thấy vách đá hình vòng cung quanh đảo. Đây cũng là biện pháp cuối cùng rồi, bởi vì tất cả các cách thông thường đều không thể dẫn chúng tôi ra khỏi nơi quỷ quái này. Có lẽ chỉ có cách không bình thường mới được. Nhưng trong chúng tôi, ai mới là người có cảm giác phương hướng tốt nhất đây? Nếu bảo tôi lựa chọn, chắc chắn tôi chọn Đinh Nhất. Bởi vì trong lòng tôi, anh chàng này chính là một tên có tốc độ như báo, đôi mắt như chim ưng. Nếu như cảm giác phương hướng của anh ta không tốt, thì người khác càng không được. Nhưng không ngờ,
Khi tôi đề xuất để Đinh Nhất thử xem sao, những người khác lại không ai phản đối cả. Có điều ngẫm lại cũng phải, bởi vì trước giờ đi mở đường phía trước không phải e quảng thì là gu lần. Kết quả đi mãi vẫn không ra được. Bây giờ có người khác chịu thay bọn họ thử sức, tất nhiên họ sẽ không phản đối. Đây là cái gọi là chia sẻ trách nhiệm. Nhưng tôi cũng không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, bởi vì mặc kệ ra sao, chỉ cần có thể đi ra ngoài là được. Tôi thật sự không muốn tiếp tục ở chỗ này thêm một phút đồng hồ nào nữa. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì tôi đã ăn chán loại chuối hoang kia, mà là tôi luôn cảm thấy nếu còn tiếp tục thế này nữa, chỉ e sẽ còn xảy ra chuyện gì đó không hay. Lần này để không quấy nhiễu Đinh Nhất phán đoán phương hướng, tất cả chúng tôi chỉ nhìn dưới chân, hoàn toàn dựa vào Đinh Nhất đi trước mở đường. Còn tôi đi theo phía sau Đinh Nhất, bởi vì bất kể khi nào, người duy nhất tôi thực sự có thể tin tưởng cũng chỉ có một mình Đinh Nhất. Còn về Viên Mục Dã và Tôn Nhạc Nhạc, dĩ nhiên cũng đều đi theo phía sau tôi. Từ sau khi Tôn Nhạc Nhạc xuất hiện, thằng nhóc Viên Mục Dã này vẫn luôn đi theo bên cạnh cô ta một tấc cũng không rời. Tất nhiên tôi biết lý do tại sao, nhưng những người khác không khỏi sẽ cho rằng cậu ta muốn tán tỉnh người ta. Đột nhiên, lúc này lại nghe thằng nhóc Viên Mục Dã hỏi Tôn Nhạc Nhạc. Ba lô của cô đựng toàn của quý gì vậy? Chạy trốn cũng không quên mang đi. Tôn Nhạc Nhạc nghe xong, ánh mắt hơi lóe lên và đáp. Có thể có cái gì chứ? Chỉ là một ít hộ chiếu và tài liệu linh tinh thôi. Tôi nghĩ lỡ như được cứu, không có hộ chiếu cũng không về nước được mà nhỉ? Viên Mục Dã nghe xong gật gật đầu, sau đó hỏi tiếp. Ở trong nước cô làm nghề gì? Tôi kinh doanh online. Tôn Nhạc Nhạc trả lời rất dứt khoát, không có một chút do dự nào. Nhưng cô ta nào biết đâu rằng Viên Mục Dã làm nghề gì. Trước khi đi, thằng nhóc này đã thuộc lầu lầu tư liệu của Tôn Nhạc Nhạc từ sớm rồi. Đừng nói là Viên Mục Dã, ngay cả tôi chỉ liếc sơ qua tư liệu của cô ta cũng biết. Công việc duy nhất có thể gọi là làm việc của cô ta chính là đặt hàng nước ngoài giùm người ta. Chỉ là không biết tiền kiếm được có đủ cho cô ta sống sau này hay không thôi. Bởi vì sau này cô ta không trông cậy vào tình nhân làm chức quan cao của mình được nữa. Tuy nhiên hiện giờ không ai biết trừ làm tình nhân cho hắn ra, Tôn Nhạc Nhạc còn có dính líu gì đến những chuyện dơ bẩn trong đó hay không. Nếu không sau khi về nước, chờ đón cô ta cũng chỉ có thể là tai ương tù tội. Có lẽ là thấy Viên Mục Dã quan tâm mình quá mức, lúc này Tôn Nhạc Nhạc cũng hơi nghi ngờ nhìn cậu ta, nói: Anh đẹp trai, anh làm nghề gì thế? Cứu hộ chuyên nghiệp à? Không ngờ Viên Mục Dã lại trực tiếp trả lời cô ta: Tôi là cảnh sát. Tôn Nhạc Nhạc nghe thế lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Có lẽ cô ta cũng lường trước được cảnh sát trong nước xuất hiện ở đây, chắc chắn liên quan đến thứ quan trọng trong tay mình. Vì thế cô ta không nói nữa, chỉ ghì chặt dây đeo ba lô, sau đó yên lặng đi về phía trước. Tôi nghĩ bụng, cậu Viên Mục Dã này có phải ngốc rồi không? Vừa rồi còn tán chuyện ngon trớn, sao nói lật mặt là lật liền thế? Cậu để lộ thân phận của mình nhanh như vậy làm cái gì? Cậu ta mà tiếp tục ngọt nhẹt dăm ba câu, nói không chừng cô gái nhỏ này sẽ chủ động giao cuốn sổ cho cậu ta thì sao? Giờ hay rồi, lúc trước trải đệm sẵn uổng phí hết cả. Đừng để đến lúc đó cô ta sợ hãi, lại thừa lúc cậu chưa chuẩn bị ném cái thứ kia đi mất. Cái này khó mà nói được. Đến hồi cô ta chết sống không nhận, Viên Mục Dã có thể làm gì người ta chứ? Lúc này Tôn Nhạc Nhạc đỏ mắt đi tới bên cạnh tôi. Nhất thời tôi không biết nên nói cái gì với cô ta. Nhưng không ngờ cô ta lại đột nhiên hỏi tôi. Anh cũng là cảnh sát ư? Tôi lắc đầu đáp. Cô nhìn tôi có giống không? Tôi nào có khí thế chính trực cả người thế kia. Tôn Nhạc Nhạc nghe xong bật cười phụt một tiếng, sau đó rũ mắt xuống nói với tôi. Nếu tôi nói bạn trai cũ của tôi là một người đàn ông đã có vợ, anh có xem thường tôi không? Tôi không ngờ Tôn Nhạc Nhạc lại đột nhiên ném cho tôi một vấn đề như vậy. Làm tôi trong chốc lát không biết nên trả lời cô ta như thế nào. Vì thế tôi im lặng một lúc rồi nói với cô ta. Đã là bạn trai cũ, vậy thì có cái gì mà xem thường chứ? Ai chưa từng có tuổi trẻ,
Ai chưa từng đi đường vòng khi còn trẻ chứ?